thơm và khuấy đều, để lửa nhỏ. Tiếp theo mình sẽ trần xương, mình sẽ múc hết tất cả các nước trong ở trên, trần qua thêm một lần nữa. Như vậy thì chúng ta vẫn mềm và không bị dai. Không thể nào về quê được, cho nên mình đã tự tập nấu bún bò tại nhà. Giờ đã có qua những vết nứt, anh sẽ không cố gắng trưởng thành để đem vứt. Anh sẽ không nói với em dù một câu, bao nhiêu vụn vỡ bên mẹ anh để đâu. Thông báo điện thoại vang lên đã từng hồi, suy nghĩ trong anh bây giờ không ngừng trôi. Lý trí dặn lòng thôi đừng mà có chối, em cũng sẽ hạnh phúc mà không cần có tôi. Most beautiful time of the year, lights fill the streets spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be in the mistletoe. Oh, looky here, look.